Chào buổi sáng cô chú ơi. Bây giờ bé Elwood sáng nay đang chuẩn bị ngồi ở đây để cho mẹ của bé Elwood nấu đồ ăn cho bé nè. Đó, cô chú thấy không? Ngồi trên xe ngoan không? Giờ con voi nè. Cho cô chú coi con voi của con. Con voi. Bé voi và bé Elwood ngồi chơi cùng nhau để chờ mẹ đúng không? Đây, trời hôm nay là vẫn nắng nóng như những ngày trước. Nhưng mà sao hôm nay mình thấy làm như là cái nhiệt độ nó hơi giảm xuống một tí, cho nên nó cũng hơi mát mát được một tí. Ở phía dưới kia mọi người thấy là có nước đọng lại từ cái trận bão hôm trước đó. Là nếu mà ai đi xuống đó là nên rất là nên cẩn thận, tại vì rắn sẽ bò vòng vòng ở khu vực này. Ghê lắm. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến quay lại với kênh của mình. Và tối nay tụi mình ăn một cái món mà rất là quen thuộc đối với mọi người, đối với người Việt chúng ta, đó là món phở. Và ở đây một gương mặt quen thuộc của chúng ta đó là Elwood. Đây là mọi người ơi, đây là cái tô phở của Hiền, khá là to chảng. Sáng giờ Hiền ăn ít cho nên hôm nay mình ăn tô to luôn ha mọi người ha. Rồi ăn đi anh. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi man. That's good. Alright, we should probably split that in two because I'm sick. Oh, I forgot. Hiền phải lấy một cái chén sót khác cho chồng ơi, tại vì chồng Hiền hôm nay bị bệnh mà Hiền quên. Unless you want to get sick too. No, no thanks. It's not a whole heap of fun. Huh? It's not a whole heap of fun really. Nah, I don't want to get sick. Chồng thì nói trừ khi là em cũng muốn bệnh. Cảm ơn. Phải chăm sóc Elwood nữa, bệnh cái là tiêu luôn. So, I would a bit of lime. Oh, lime and poison. Is there lemon in the soup? Lime in the soup? Yeah. I got some there. Rồi. Sao Hiền có linh tính bữa nay chắc là Hiền ngồi ăn thịt đũa xong rồi chừng nào chồng Hiền ăn xong rồi mới tới lượt Hiền ăn quá. À, lá quế. Nếu như mọi người đã biết, lá quế từ vườn nhà của tụi mình. Can you do the veggies for me please? Yeah. So I know. Mọi người có thấy hôm nay thì có gì mới lạ không? nếu thấy thì bình luận cho Hiền biết nha, để xem coi mấy bạn xem kênh của Hiền có để ý thấy Hiền có gì mới lạ không mọi người. I'm asking everyone if they see something different. Maybe if I have something different. Let's see if they notice. Yeah, let's see if they know this. See how you go with that. A bit of shat, coriander leaf. Right, it'll do. Do? Yeah, is that it? Yeah. You have one more onion. I didn't put some onion in there. Okay. Lovely. Alright, yeah, that looks good. Yum, I love pho. I love pho hả? Chồng thì nói là ảnh thích ăn phở lắm đó mọi người. Ảnh đang bệnh, không biết ăn có cảm nhận được cái vị của phở không? Lá quế này hái từ vườn nhà Hiền á, Hiền phải bẻ cho nó nhỏ nhỏ ra gì nè. Để không thôi nó mạnh quá à. Cái vị nó mạnh quá à. Thì chỉ cần ít là cũng cần nhiều. Đó, coi em mèo út. Mèo út đang làm cái gì em mèo út? Hả em út? Đúng chơi. Chút kia nó hình xe thì mình xỉ quá. Mèo út. Yeah, it's lovely. Ở đây là Hiền đã bỏ vô hành tây với lại hạ
tại vì không có đi chợ mọi người, cho nên Hiền thiếu rau, giống như là có miếng ngò gai nhưng mà không có được nhiều, với lại thiếu cái gì ta, thiếu giá cả nhà ha, giá nhưng mà thôi vậy cũng không. Thử xem có ăn được vài đũa không? Khỏe em cực, khỏe em cực. Chồng thì bị bệnh đó, cho nên nấu mấy cái loại súp để cho anh ăn á. Khi mà mình bệnh thường thường mình thích ăn súp. Ôi sao con cắn mẹ. Ôi ngồi trên đây cái mấy chịu yên ha. Hả? Mày để ở dưới là con đâu có chịu đâu. Có phải không? Bé nào? Bé nào mà mẹ để bé dưới là bé không có chịu. Dạ, chào mẹ. Phở này là Hiền để cái gì ta? Nạm, gân. Và có xương tủy. Xương tủy bò ở hai cái nha. Really? Cục đó ngon quá. Không biết em bé cỡ mấy tuổi bắt đầu ăn phở được ta? Phở bún rồi. Bác sĩ dặn Hiền là mà bé còn nhỏ cho nên không có cho ăn mấy món lạ. Không biết thôi. Thì nào mới cho ăn món lạ được. Phải trên tuổi, ít nhiều hơn tuổi. Cục tủy bé quá trời béo luôn. Ăn không được cho nên ngồi làm gì đó hả con? Con em gần nhìn. What's that? Yeah. He just keep looking at it. Like, what do I do with that? No. That's the lúc mà xong thấy cái ai ăn dưa chua mắm. What do you expect him to do with that? Ngon vừa ăn lắm mọi người. Ngon hả? Ngon dữ lắm. I remember you telling me you don't like pho that much. Cái đồ bố mình ăn khó thở người. Only one meal so far, but it's not your favorite, but is it? No, not my favorite. My favorite is like stinky fish soup and the soup with crab. Crab soup. Yeah, remember the crab soup? The soup with crab and a bit of stinky fish paste. I usually cook it with, you know, minced crab, and you said that you don't really like that crab. Oh yeah. Yeah, that's my favorite soup. Yeah. Đó, giống như Hiền dự đoán vậy đó. Coi như là ngồi phải chờ cho anh ăn rồi. Đó, ăn uống gì đâu cũng ăn được đâu. Ok, gấp dài đũa. If the soup is sweet for your taste, can put a bit of hot sweet sauce in there. Soup mà nó hơi lạc lạc á, tại vì mình nấu thì mình bỏ cái phở vô bao giờ với rau á, bao giờ nó cũng sẽ lạc ra. Mình kêu ảnh bỏ một miếng cái tương vô.
Mình xay với mọi người. Edward's learning how to use the chopsticks. He's looking at everything. You know, that's how he learns. Edward bây giờ cái gì cũng nhìn hết, nhìn là để học đó nha cả nhà. Đang tới cái lứa mà học rồi. So we don't have any Vietnamese basil. I haven't rolled him yet. Oh. Should go out there and roll some tomorrow. Plan some Vietnamese basil. What was the other one that you got? Remember, you got something we need to roll. Coriander? Yeah, roll some coriander as well. Someone has just commented that because it is almost winter time in Australia, that's why the clothes, you know, summertime clothes are gonna be on sale a lot. Yeah. Is that true? Yeah. So that means that if I wanna get some summer clothes, this is the right time. Yeah, that's right. For next year, huh? So it's cheap. Yep. Hmm. Almost winter time. Hmm. You know, it's only been autumn for about 12 days. Yeah? Autumn's only just started. But that means it. So it's winter's a while off yet. So it's like two months away? No, it's winter. Like, yeah, 1.5 months away. No. It's like 2.5. Mm-hmm. Over 2.5. Yeah. Chồng thì nói là cỡ khoảng 2 tháng rưỡi nữa là tới mùa đông. Ừ. Ảnh ngồi nhìn kìa. Ba làm gì vậy con? Ừ. Giờ con xuống dưới được không? Dưới cho mẹ ăn chút được không? Dưới nha. Con mang cái này được đâu, hồi mẹ quậy cho con miếng sữa nha. Miếng sữa cho bút nha. Cảm ơn cô chú đã theo dõi cái video clip này của gia đình Hiền. Và hẹn gặp lại vào ngày mai. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ gia đình của Hiền. Tạm biệt nha. Rồi coi cái mặt ảnh kìa. Hiện cũng không biết cái mặt này là mặt gì đúng không mọi người. Cái mặt này em mới chế.